Xin chào mọi người. Sáng nay em đi qua bên đây, tự nhiên em thấy nguyên đàn heo 6 con. Quá to, tầm khoảng 30 30 kg lên chút xíu. Không biết của ai nữa, đi ngang. Đẹp quá trời mọi người. Nó mới tắm xong, đẹp quá trời luôn. Heo này heo rừng lai Thái Lan. Quá đẹp. Mọi người ơi, em ước gì em được con để nái để đẻ thôi. Quá trời đẹp luôn. Ui, một con đực, 5 con cái, quá nhiều luôn. Nó đi vòng vòng là mọi người. Ui, kiếm ăn là mọi người. Quá đẹp luôn mọi người. Nó đang ăn cỏ nè. Mấy con này đi dễ thương quá trời luôn. Ban đầu em tính nhường, anh nhìn thấy em sai con heo của em nó đi ra. Nào ngờ heo của người ta. Mấy con này bự lắm. Tầm ba mấy bốn mấy con. Giờ nó đi rồi mọi người, nó đi xa rồi. Rồi video tới đây là hết nha mọi người. Tạm biệt mọi người, chúc mọi người nhiều sức khỏe. Bye bye.